tôi không sao hết. Tôi chưa có say mà. Không sao. Nè. Cô chừng té đó. Sao chú lại tới tận đây vậy? Nhưng mà ở đây toàn là học sinh nhỏ tuổi như vậy, lẽ ra phải tập trung học hành. Cô bán son môi mỹ phẩm vậy mà được à? Dạ. Chú ơi, chờ một chút. Chú nhận nó đi. Gia sư ở luôn tại đó sao? Có tới 3 đứa trẻ lận. Bao nhiêu em cũng nhận vậy được mà.